mà chương tiết tục chung mươi được xa rênh nha mà đó. Mặt đáy mà chương tiết ba. Vừa xương ơi để sạt. Chạm bao không bỏ lối rồi ló và tuốt cặp mà chương phí son là kiếm tuốt mà chương tiết phí son kiếm mà chương tiết thô chương ơi ba bà ngớ mà quanh thoa mà đá phí siêu ngồi bà rọt trăm phục vây bà cua to và chờ mơ tha tá ra kiếm quát cặp chương là bây ơi có đạch tiêu mới đi vô nhà na chờ mơ bà toát một chương tiết hơi và nhẹ môi và chờ lo cặp một chương tiết chăm cái lại chá môi chương tiết song quanh tiêu ngay mắt vô chọc tập đi mùi và tập thì tùy hơi tập thì mũi cứ sương ngoài gót rô bà đoàn khổ trường lấy tập thì tùy và chập đam bà đô tốt trường kia tụi nhà màu hơi chập trường sương ngoài bốc chỗ kia chụp công đi so là kim chờ lót tua chương thì là kim đua theo ngồi chờ lót cặp mà chương cặp song quanh mũi chương tiết pira kim pi chương bay chương ôi mắt mà đây pinh cái đàn mục à xíu ngay đa chỗ cặp mà chương thơ ơi đua luôn anh và quát mà chương bị xíu ngay mà chương pi chương song vinh nhưng trốt trôn thế giới ơi mà tốt kê yên chăng đua lỡ chương rồi cái dạng nát thế này mà đây thì sau là kim quanh cái đàn mục xương ấy
đáp mà chương pi ra kim pi chương song vinh bà kim chạy tốt cặp mà chương trong cái chân có tốt một tiết riêng ngôi chạp chương chóp song mà đây khó bà ôi mặt mà đây pi ô mùi trong cung đi mùi trong cung đi chó này chạy tốt đi xin rồi và kim tốt xong và tốt xong mặt vào đây kim ngồi à ôi ngồi lên nha ôi mà chương tiết tốt chung mươi được sai rên nha mà đó mặt vào đây mà chương tiết ba vừa xương ngồi để sạt con đâu đã chơi người phụ nữ đưa co vàng na ba mà nuôi tê chương ngồi khâu chương đấy bà chương sẹo mẹ vẽ chùm ru mà phải nẹt đầm bông ní cứ cu ti pi đài xương ngồi đưa khâu chương